Ông mới rồi ông dùng dần là xe Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I control the team. Game over. That is the one. That's it. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. Yo, quá cái tivi đó, quá nè. Làm tivi đi, đúng rồi, lần tivi cho con. Quá ngon. Wow. Good. Tivi. Ở chỗ đó dễ cho nên nè. Yo, quá thơm mấy con. Lần nào tivi đi, đúng rồi. Space. I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights, yeah. Becky. Becky. Becky, aquí hola, pequeño. Hola. Now the tables have turned. Now I'm up on I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night howling at you. Tables have turned. Tables have turned. Tables have turned. Tables have turned. Ôi chồng cưng quá chú, ra ngoài chú muốn cắn mà cả ưa. Sao mà chú cưng cái cừu cưng cho nó. Này 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 Acting like a fool, I'm on the other side. You're like a full moon. Good job, girls. Hello. Okay, Sharky. No, don't leave, baby boy. Because that's your mom right now. Listen to that. Tables have turned. Hello, xin chào mọi người trở lại với kênh Mai Ấm. Rồi mình trở lại mái nhà thân thương ha. Mình về lại Canada hồi hôm này lúc 11 giờ khuya mọi người, còn mệt lắm. 11 giờ khuya nhưng mà gì cũng vậy ha, đi đâu không cứu bằng ở nhà của mình. Đó, mình về rồi. Hồi hôm này mình về ăn uống đồ xong là cũng khoảng 2 giờ khuya, nhưng mà mới khoảng 7 giờ mấy 8 giờ là phải thức dậy rồi để chuẩn bị cho Misan sinh nhật ha. Sinh nhật hôm nay của Misan, mà nói tiếp chuẩn bị chứ thực sự là em mình với má mình đã chuẩn bị ở bên đây hết rồi, cái mua đồ cái cây này kia hết rồi, mình chỉ nhà mình với sắp xếp dọn dẹp nhà cửa để cúng thôi. Với lại sẵn tối nay Christmas thì mình làm cái bữa tiệc nhỏ với gia đình đó. Chia sẻ quà với nhau á, mình sẽ quay cho mọi người chia sẻ chút xíu ha. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho mọi người nè. Đó, nhà còn hơi bời bộn ha mọi người ha. Đó, cây Noel đó là mấy cái quà người chút xíu mình để ở dưới cây Noel đó mọi người. Đó, có ông bà ngoại nè. Đây là ông ngoại, đây là chị lớn của mình nè. Đây là bà ngoại. Bà ngoại đây. Ngày nay mình cho bé gái mặc đồ của Colombia để ông xã mình á, ông Comlen. Đó, đồ truyền thống của Colombia. Còn boyfriend của mình á thì mặc đồ của chị mình bên Việt Nam gửi qua là truyền thống Việt Nam á. Đó.
Giờ đây nè mọi người, hôm nay là cái ngày thối nôi của bé Mi Xanh á, là cái này là lúc mình đi Colombia mới vừa về, đó là ngày thối nôi của ảnh liền luôn. Thế là mình chuẩn bị cúng sơ sơ cho cái ngày thối nôi. Thì đây là cái hình ảnh mà ảnh ảnh bắt cuối cùng ảnh bắt tới bóc lui á, thì ở bên Colombia thì ảnh bóc cái đồ là nha sĩ. Còn bên đây á, là ảnh bóc tới bóc lui ảnh cũng bóc cái máy tính thôi, ảnh không có cái gì khác hết, ảnh cầm lên xong cũng để xuống rồi cũng bóc lại. Thì mình quyết định là ở bên Canada là ảnh bóc cái này. Thì nói chung cũng giữ cái truyền thống cho vui thôi, chứ thực sự tương lai không biết làm gì. Đó, hồi xưa con Việt Nam mình đâu có nhớ mình bóc cái gì đâu. Nhưng mà nói chung là cũng giữ cái truyền thống cho vui ha. Thì cũng nói cho mọi người biết, thì hồi xưa em chồng của mình nó có qua bên đây chơi thì nó cũng thấy mình làm như vậy đó. Cho mi con á, rồi về bển nó cũng bắt trước. Ngày thôi nôi của con nó cũng để xuống cho con nó bóc luôn. Rồi khi mình qua bển là ông bà cũng biết cái truyền thống của Việt Nam mình, thì cũng có làm sinh nhật cho Mi Xanh bên Colombia thì cũng để cho ảnh bóc cái gì để mình upload mấy cái video đó, coi ảnh bóc cái gì cho mọi người coi nha. That's it, but that calculator 2-3 lần là ngưng bóc cái đó. Okay, calculator then. Đây nè mọi người, sẵn hôm nay mình upload cái video bên Canada lên thì mình có những cái một số hình ảnh mà mình ông mấy chú mấy bác đã làm bên Colombia ngày thôi nôi cho Mi Xanh á. Thì cái lý do mình không có upload lên cho mọi người coi là tại vì thực ra mình không có mình bữa đó là mình không có được hài lòng lắm cái chỗ mà gia đình phía ông xã mình tổ chức cho bé Mi Xanh. Tại vì thực sự giống như cái chỗ này là cái nhà của tụi tỷ phú ngày xưa, rồi nó hiến cho cái chính phủ làm giống như cái chỗ mà vui chơi dã ngoại vậy mọi người. Thành ra những cái chỗ này là nhà cổ dành cho người già, người lớn tuổi thì nó hợp hơn. Tại vì nó giữ tất cả những cái gì nó rất là hoang sơ luôn. Mà con mình thì mới có chưa tròn 1 tuổi mà đi tổ chức cái chỗ vậy, cái mình cảm thấy là mình không có thích. Với lại người ta Tây người ta không có quan niệm như vậy mọi người biết không. Họ cứ cảm giác cái chỗ nào có cảm giác giống như là giả ngoại hoang sơ thì họ thích, mà mình thì lại không thích. Chính như vậy mà mình không có muốn quay lên đó. Nhưng mà cũng đang cười chứ thực sự không có vui mọi người ơi. Thực ra mình không có vui chút xíu nào luôn, mình trông về còn hơn là cái gì đó. Cho nên thôi sẵn mình cũng để lên cho mọi người coi, dù sao cũng có những cái thước phim, những cái kỷ niệm thì có ông hình ông bà đầu này kia quay lên để cho bé sau này mình cũng giữ lại, để cho bé sau này nó thấy hình ảnh ông bà. Vậy thôi, thì mình thấy ông bà rất là vui mọi người, rất là vui luôn. Thành ra mình cũng không có nỡ đánh tan cái không khí đó. Nhưng mà thực sự là mình về cái cảm giác của mình là mình hoàn toàn là cái ngày đó mình không có thích luôn, mình không có vui. Cho nên mình không có để lên. Thì bây giờ cũng hơi xa xẻ chút xíu cho mọi người coi cái khung cảnh gia đình của ông. Mọi người thấy không? Cái ông anh mà đội cái nón màu đỏ là sao á, ổng là bác sĩ về não á mọi người. Ông lớn rồi mà ông yêu đời, ông vui vẻ, ông như nít nhẹ nó coi. Hai mẹ con thương mẹ lắm, cứ đứng tới đâu là nhảy tới đó, hai mẹ con nhảy thôi. Đó. Chịu nhảy lắm, thích lắm. Đó, con chồng mình là kiểu như là không biết nhảy, cứ đứng là nhảy vậy thôi. Nói chung là thà cái ngày này là ngày đi chơi bình thường á thì mình ok, còn tự nhiên cái nói cái ngày này tự nhiên mọi người biết không, ở nhà chuẩn bị để đi coi, tại vì cái này là nhỏ em chồng của mình, nó là em dâu á, nhà chị em bằng dâu làm, thì mình ở nhà nó đi làm cái này cả ngày, mà mình cũng nói là surprise rồi mình đi lại là cuối cùng hết, mà trời ơi surprise cái kiểu gì, thì có nước là cái bằng gì ngạc nhiên hay là khủng hoảng đây không biết, mình thấy cái mình muốn chới giới trong người luôn, mà mình ráng kìm. Đã cái chỗ này thì nó cũ kỹ mà còn ở tới tối nữa mọi người, 5-6 giờ tối mà xung quanh cây tre đâu không, trời ơi mình nói vậy là mọi người hiểu rồi, mình sợ muốn chết luôn à. Mà mọi người thấy mấy cái đầu đó với treo vậy nha, cũng không phải tự nó làm nữa, cũng mướn đó mọi người. Cái gia đình này cái gì cũng mướn người ta làm hết à, nó mướn cái người chuyên về
tổ chức sự kiện á nha mấy má ơi, trời nói em muốn xỉu. Nó y chiếc xe mình thấy lúc nó lại nó pick up mấy cái đồ này á là nó trở lại là nó để cái tựa bản đề là chuyên gia tổ chức những cái sự kiện lớn nhỏ, khuôn viên gia đình bạc ti cỡ mấy người này, này kia, nói chung là vậy đó. Thì khi xong hết là nó tự mua đồ ăn, sắp xếp trang trí hết, đồ ăn cũng nó mua luôn chứ không có mình không có làm cái con khỉ gì hết trơn à. Nhưng mà cái này bên gia đình chồng mình coi chắc cũng giận mình nữa, tại nó mình cầm lên. Thực ra ý như mình nói mọi người có hiểu mình không, giống như là cái ngày này gọi là đi chơi thì mình ok, mà tự nhiên nói là cái ngày thôi nôi con mình, cái mình cảm thấy nó hơi không có được hài lòng lắm. Nhưng mà nói chung là đại khái là chẳng qua là do cái truyền thống hai bên, cái phong tục hai bên nó khác nhau hả mọi người. Đối với họ thì họ thấy cái này là vui thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà đối với mình thì mình thấy mình không có thích lắm. Thì thôi cũng kệ ha. Vui gì thì mọi người thấy mình cũng vui đó. Nhưng mà trong lòng mình thì mình muốn về sớm, mình không có muốn ở lại. Nói chung là cũng công phu tỉ mỉ lắm, chứ không phải treo bảng chữ rồi tùm lum tà la hết rồi. Rốt cuộc thì không có nằm vô cái dự định của mình. Thôi mình chia sẻ một chút xíu video vậy đến cho mọi người coi nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video. Xin chào và hẹn gặp lại. Okay, bye bye.